Thưa quý vị và các bạn, nhằm ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu các địa phương và các ngành có liên quan cần triển khai các giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh. Trong đó tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn nhằm phát hiện sớm các ổ dịch sốt xuất huyết, xử lý triệt để ổ dịch nếu có, xây dựng kế hoạch phương án tổ chức thu dung, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết, chỉ đạo các phòng khám tư nhân, các tuyến điều trị tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, theo dõi truyền tuyến kịp thời, an toàn. Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện việc theo dõi người bệnh sốt xuất huyết nếu có, nằm điều trị nội trú trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện điều trị kịp thời hoặc chuyển tuyến các ca bệnh có diễn biến nặng. Hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, loại trừ loang quang bọ gậy một cách hiệu quả. Các địa phương tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch diệt loang quang bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể dụng cụ chứa nước, các vật dụng đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt loang quang bọ gậy.